Con to rồi. Đấy trưởng. U cái thằng gặp đầu đang nổ to thế. Dạ này. Đi đâu? Đấy, trong góc còn nhiều lắm. Ui giời này. Thằng này vừa quặn đuôi này. Rồi. Đấy. Dạ màn kìa. Khi thật. Ui, bóng mát. Con ố này đào ngay ngạnh được. Gì dạ. Ui, con này to quá. Đây rồi, cầm cầm. Giải đi. Đây là ai? Con này này. Đi đây. Con ấy đang vừa vặn người lột lột đấy. Có tin lột lột. Đây. Ui giời. Lột cái... đúng rồi. Đây là ai? Ui giời. Ừ, nó to chưa nào. Ui, cái vẩy. Ui, cái bóng. Cái mặt thằng đen cầm con đấy đi to. Đặn nhé. Bố đang ngồi vậy. Ui giời. Toàn con đại cũ. Ui giời. Mất chưa? Ừ, dài gì giờ bọn này là như này là dài già nó già rồi còn này chắc địch. Ui giờ trong đây này rồi đấy. Đấy ui trong kia đó mọi người. Ui giờ này mẹ chỗ này là đủ ăn rồi. Đây tí nữa phải đưa xới từng tấc đất một. Một con là mẹ một con này nhiều lắm đấy là bằng ngày công. Ui giờ ôi là ui đủ mấy con này. Khúc gớm nó quá là già luôn đấy. Vãi thật đấy các bố. Thôi cho túi đi. Túi. Đem cho túi đi, lấy túi ở làn bố cho vào đi. Bảo đấy. Đi đâu con đấy. Mày. À, đưa tao con cầm máy cho mày với thằng đen bắt trò đi. Mọi người nhìn này. Ui giời ngày hôm nay là mình với Quỳnh và Cu Đen vỡ bỏ cái chỗ rồi cho mày. Mẹ quá bự nhỉ. Ra màn chưa? Có ai thật ông bà ông vải ạ. Con nuôi đây, con đứng nuôi đây. Kinh khủng luôn. Quá tầm lợn. Ui con ấy, ui. Khuôn con tôi. Ui cả bọn chắc lịch luôn. Tỏ dã màn kìa. Này kinh thật. Ui dồi ôi, bánh xám mà như này thì bao nhiêu năm? Đây là mọi người, loại này phải 3 cân mấy nên bình cũng được mà nấu cao nó cực kỳ chất lượng. À, mọi người nhìn cái mắt của nó. Quá tầm lợn nó già con. Kìa, con kia kìa, con nằm ngoài cùng này, con đen đen đấy. Con nằm à, nó già con cao. Ui. Ui số bố này cũng to. Ui. Khủng khiếp. Thấy nó ham mồm ấy, tập túi ham mồm ấy. Bật ác kìa. Chứng tỏ ra gặp ổ này là quá ngon. À, hôm nay anh em mình đấu cao đang đang trong đít đi. Thằng này này. Còn đi với tôi. Bọn này. Ui giời. Ui giời. Ô. Khiếp thật đấy. Ui trong kia đấy quý ạ, trong đấy đấy. Ê kìa. Ấy. Mồi. Ui giời ơi. Con này. Cho lên đèn này. Sao như đấy vào.